À, chư Đức Phật, giờ này cũng đã đến hợp thời theo chương trình sinh hoạt Phật pháp hôm nay. Kính thỉnh đại chúng chúng ta đồng chắp tay ngay ngắn trước ngực niệm danh hồng danh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần để bắt đầu chương trình sinh hoạt Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu và chính thức là ngày lễ thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thừa sự chỉ dạy của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai và sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức trong ba tỉnh Tây Nguyên Hoàng Phan Hoàng Pháp, ba tỉnh Tây Nguyên Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Thì hôm nay con được sự thừa lệnh của quý ngài có buổi sinh hoạt Phật pháp đến quý toàn thể quý nam nữ Phật tử trong buổi tối hôm nay nhân dịp lễ Đức Phật kỷ niệm Đức Phật thành đạo Phật lịch 2566 dương lịch 2022. A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, vào ngày này thì cách đây vào khoảng chừng 2566 năm về trước, tính theo Phật lịch, Đức Phật Niết Bàn là 2566, tính theo dương lịch là 2022. Thì dưới cội Bồ Đề của đất nước Ấn Độ có diễn ra một sự kiện hết sức là quan trọng trong lịch sử của Phật giáo, nói chung cũng giống như trong trái tim của mọi người con Phật của chúng ta nói riêng. Đó là sự kiện Đức Phật đã chứng đắc vô thượng Bồ Đề, vô thượng chính đẳng chính giác dưới cội cây Tất Bát La, mà về sau chúng ta được gọi là cây Bồ Đề. Thưa toàn thể đại chúng, trong cuộc đời của Đức Phật của chúng ta có bốn sự kiện quan trọng mà nay tại đất nước Ấn Độ cũng giống như đất nước Nepal và trong tất cả sinh kinh sách cũng đều ghi nhận bốn sự kiện hy hữu hết sức quan trọng mà được gọi là rằng trời đất tất cả đều chuyển động theo bảy cách rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là bốn sự kiện: một là sự kiện Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sanh tại vườn Long Tỳ Ni của đất nước Ấn Độ của ngày xưa, ngày nay trực thuộc đất nước Nepal. Thứ hai, sự kiện thứ hai đó là sự kiện của Đức Phật chứng đắc vô thượng chính đẳng chính giác dưới cội cây Bồ Đề vào buổi sáng sớm ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch, khi ánh sao mai vừa đập vừa mọc, gọi là nhất độ minh tinh đạo thành chánh giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là sự kiện thứ hai. Sự kiện thứ ba đó là sự kiện Đức Phật đã chuyển pháp luân tại đất nước Ba La Nại của ngày xưa, ở trong vườn Lộc Uyển còn gọi là vườn Nai, và nơi đó Tam Bảo lần đầu tiên được hình thành ở trên thế giới. Sự kiện thứ tư đó là sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn tại nơi thành Kautina còn gọi là Kushinaga, ở trong rừng Ta La sông Thọ dưới cội cây sông Thảo, Đức Phật đã xả báo thân và nhập vào Vô Dư Y Niết Bàn. Đó là bốn sự kiện hết sức quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật mà người con Phật của chúng ta khi học chúng ta cố gắng chúng ta để ý lưu tâm
Ngày nay, những người công Phật mà có duyên thì chúng ta thường đi đến đảnh lễ nơi đất nước Ấn Độ, đất Phật. Thì chúng ta thường đến chiêm bái, được gọi là chiêm bái tứ động tâm. Tứ động tâm là bốn cái địa điểm hết sức là linh thiêng, hết sức là cao cả. Mà bằng cái trái tim chân thật của mình, khi chúng ta đến người con Phật, chúng ta cảm nhận có sự rung động cả trong tâm hồn của mình. Rung động mà kinh sách được gọi là long tóc dựng ngược. Nếu chúng ta đến nơi đó bằng tấm lòng của người con Phật chí thành chí kính, thì chúng ta sẽ có cái sự cảm nhận rung động cả thân tâm. Cho nên nơi đó được gọi là tứ động tâm, bốn cái địa điểm hết sức thiêng liêng mà người con Phật đến chiêm bái, rung động cả cái tâm hồn của chúng ta, để mà học hỏi nhớ về công hạnh công đức vô cùng vô lượng vô biên của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thưa toàn thể đại chúng, đến ngày hôm nay, Đức Phật luôn được con người khắp mọi nơi trên thế giới xem là một trong những bậc vĩ nhân nhất của nhân loại. Và chính vì vậy mà trên thế giới có một cái tổ chức rất là lớn, đó là tổ chức Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc là cái sự kết hợp của tất cả các quốc gia. Trên quả địa cầu có trên 200 quốc gia, thì cái tổ chức Liên Hợp Quốc này thì có cái thành viên là đến hiện nay cũng gần 200 quốc gia rồi. Cái tổ chức rất là lớn, và tổ chức này đã vinh danh công nhận Đức Phật là một trong những bậc vĩ nhân nhất của nhân loại, và công nhận cái sự kiện thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cũng giống như hai sự kiện nữa, đó là sự kiện Đức Phật đản sanh và Đức Phật nhập niết bàn. Ba sự kiện này kết hợp với nhau tạo thành một cái lễ lớn được gọi là lễ Tam Hợp, mà được chọn làm lễ trong cái lễ tháng Vesak, trong tháng 4, tháng 5 trên thế giới được tổ chức. Đó là đại lễ Tam Hợp Vesak Liên Hợp Quốc, được xem là cái lễ lớn nhất ở trên thế giới này. Mặc dù rằng trên cái số lượng mà tham dự trong cái lễ này có thể ít hơn rất là nhiều so với các cái tôn giáo khác, các cái lễ khác, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng cũng giống như được sự chính thức công nhận của tất cả các quốc gia trên thế giới xem đây là cái ngày lễ trọng đại thiêng liêng nhất. Đó là lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, và sự kiện Đức Phật nhập niết bàn ở ra tại trong rừng Ta La Sông Thọ, được gọi là lễ Tam Hợp. Tam Hợp là sự hợp nhất của ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thế hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp, là nhằm kỷ niệm lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Thì trong cái buổi tối hôm nay thì quý thầy sẽ cùng với các Phật tử cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và đặc biệt chúng ta tìm hiểu về Đức Phật đã có những thông điệp gì, có những cái ý nghĩa gì để mà cho chúng ta học hỏi, để lại cho một cái kho tàng cho nhân loại, cho thế giới này những thông điệp gì, những ý nghĩa gì. Đề tài mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái pháp thoại tối hôm nay, đó là tìm hiểu về ý nghĩa của lễ Đức Phật thành đạo A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng, trước tiên thì người con Phật, đạo Phật được mệnh danh là đạo Phật của từ bi, của trí tuệ, của hòa bình, của bác ái, của bình đẳng, của trí tuệ, của siêu việt, đạt cái sự giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi khổ đau. Cho nên cái thông điệp mà trong cái ngày lễ Đức Phật thành đạo để lại cho chúng ta, thì ít nhất thì chúng ta cũng nhớ được những thông điệp, đó là thông điệp về từ bi, về trí tuệ, về bình đẳng, về bác ái, cũng giống như để lại cái giá trị vô cùng vô tận cho cái cuộc đời này mà thế giới cũng công nhận, như là bảo vệ môi sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Thông điệp đầu tiên Đức Phật gọi tới, chúng ta hãy cùng nhau ôm một chút về lịch sử của Đức Phật. Đức Phật Bổn Sư Mâu Ni của chúng ta sinh ra tại đất nước Ấn Độ.
thưa toàn thể Phật tử rằng đất nước Ấn Độ ngày xưa là một đất nước rất là rộng lớn, có thể rằng lớn hơn cả đất nước Trung Quốc, và có thể rằng lớn hơn là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới. Về dân số cũng thế, tại vì dân số của đất nước Ấn Độ hiện nay thì đã là trên 1 tỷ 300 triệu người. Đất nước Trung Quốc thì có dân số 1 tỷ 400 triệu người. Nhưng mà đất nước Ấn Độ ngày xưa dưới thời Đức Phật thì bao hàm cả Nepal, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, ít nhất là 4 quốc gia nữa. Nếu mà cộng lại 4 quốc gia này theo dân số hiện tại thì cái đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa bao hàm những quốc gia thì dân số rất là đông. Trong ngày nay mà nếu mà chúng ta cộng thêm 4 quốc gia là Nepal, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan nữa thì dân số Ấn Độ hiện nay cộng với 4 quốc gia đó thì dân số phải là 1 tỷ 600 triệu người, trên 1 tỷ 600 triệu người. Tại vì quốc gia Nepal, quốc gia Bangladesh thì dân số là trên 100 triệu người, nhất là quốc gia Pakistan, Afghanistan. Chúng ta nhớ lại những cái sự kiện ngày xưa mà Hồi giáo họ phá hai cái tượng Phật lớn cổ của đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa, đó là Pakistan và Afghanistan. Thì những quốc gia ngày xưa là trực thuộc của đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa, rất là rộng lớn. Và chúng ta biết rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mình nói rằng Đức Phật sinh ra lớn lên đất nước Ấn Độ cổ, nhưng mà xin thưa đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa rất là rộng lớn, ít nhất là cũng chia làm 10 mấy quốc gia. Chẳng hạn như Đức Phật chúng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Ngài đản sanh ra thì tại vườn Lâm Tỳ Ni mà ngày nay thuộc quốc gia đó là quốc gia Nepal. Và khi Ngài đi xuất gia tầm sư học đạo thì Ngài đi đến một cái quốc gia nổi tiếng thời bấy giờ, đó là nước Ma Kiệt Đà, thành vương xá nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Bimbisara, tức là vua Tằng Bà Ta La. Khi Ngài đi chuyển pháp luôn á thì Ngài đến một quốc gia khác nữa, đó là nước Ba La Nại, gọi là vườn Lộc Uyển. Và khi Ngài đi hành đạo thì Ngài đi rất là nhiều quốc gia đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa. Chẳng hạn như mà các Phật tử mà thường thọ trì kinh điển, tôi nghe như vậy một thể nọ Đức Phật ở tại nơi là nước Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tiên. Tức là Đức Phật đã từng đến nơi đó, mà nước Xá Vệ gọi là Xá Vệ Quốc. Cái nơi đó được sự trị vì của Ba Tư Nặc, của Thái tử Kỳ Đà, có vị đại thí chủ, đó là cấp cô độc v.v. Cho nên rất nhiều quốc gia. Và chẳng hạn cái nơi mà thành lập cái ni đoàn đầu tiên trên thế giới, nơi đó được gọi là nước Vasali, là nước Tỳ Sali. Rất là nhiều quốc gia đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa. Cho nên khi các Phật tử mà nghiên cứu học về lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta biết rằng không đơn giản là mình nghĩ là đất nước Ấn Độ cổ, đất nước Ấn Độ, Đức Phật đản sanh. Và thậm chí hỏi Đức Phật đản sanh ở đâu thì mình nói trả lời Đức Phật đản sanh đất nước Ấn Độ. Mà ngày nay người Nepal không chịu, tại vì quốc gia Nepal với quốc gia Ấn Độ là khác nhau. Ngày nay từ đất nước Ấn Độ đi đến quốc gia Nepal thì chúng ta phải qua một cái đường biên giới, phải có visa nhập cảnh vào. Thế thì học về lịch sử thì ít nhất các Phật tử chúng ta cố gắng, chúng ta để ý như vậy, chúng ta mới thấy được cái sự vĩ đại của Đức Phật. Thông điệp đầu tiên mà khi Đức Thế Tôn của chúng ta để lại, nhiều khi mình học lịch sử của Đức Phật nhưng mà chúng ta không để ý. Chẳng hạn như thông điệp từ bi mà Đức Phật đã gửi đến ngay từ lúc còn thở còn bé. Năm lên 8 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa đang dạo chơi ở trong cái vườn thượng uyển của mình. Tự nhiên trên bầu trời cao có một con chim gọi là chim thiên nga, là một con chim trắng muốt, nó bay trên bầu trời. Tự nhiên bị một cái mũi tên bắn xuyên qua cái đùi của con chim thiên nga đó, và con chim thiên nga đó rớt xuống, xuyên qua đùi và xuyên qua cánh, con chim thiên nga rớt xuống trong vườn thượng uyển của Thái tử Tất Đạt Đa. Mà Thái tử Tất Đạt Đa lúc bây giờ chỉ là một cái chú bé, còn rất là bé, mới có 8 tuổi thôi. 8 tuổi là một em bé rất là nhỏ, thì học khoảng trường lớp, ví dụ như ngày nay em bé 8 tuổi là học khoảng trường lớp 2, lớp 3 thôi chứ không có lớn. Nhưng mà khi con chim nó rớt xuống đó thì Thái tử thấy rất là thương con chim, cho nên mới vội vàng nhặt con chim lên rồi ôm con chim thiên nga vào mình, sai những cái người mà thị tỳ, những cái người hầu cận bên cạnh nhổ cái mũi tên con chim ra.
và đi tìm hái những cái lá thuốc để mà băng bó vết thương con chim. Anh chị nghe, thì cái người mà bắn rớt con chim này xuống đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã chạy đến và bảo rằng anh phải trả con chim Thiên Nga lại cho em. Khi con chim Thiên Nga này nó bay lên bầu trời thì nó không thuộc về ai, nhưng mà người bắn rớt con chim xuống thì cái người con chim nó phải thuộc về cái người bắn rớt. Nhưng mà Thái Tử Tất Đạt Đa không chịu, bảo rằng em là một vương tử, còn trong khi đó Thái Tử Tất Đạt Đa là một thái tử con vua, còn Đề Bà Đạt Đa là con của em của vua, con của người Phạn Vương, vua là vua Tịnh Phạn, và chân con nhà chú Bác. Thì Thái Tử Tất Đạt Đa mới bảo với Đề Bà Đạt Đa rằng tại sao em lại, em đâu có thiếu gì đâu, em sống trong cung vàng điện ngọc, không có thiếu, con chim nó đang bay tốt lành trên bầu trời, nó thưởng thức cái không gian ở những cái khu vực Hy Mã Lạp Sơn này. Đất nước thành Ca Tỳ La Vệ thì nằm bên dãy Hy Mã Lạp Sơn, rất là thanh bình, rất là đẹp, em không có thiếu gì hết, tại sao em lại giết con chim đi? Thì Thái Tử Tất Đạt Đa khuyên nhủ, nhưng mà Đề Bà Đa không có chịu, bảo rằng con chim nó là của em, em bắn rớt xuống thì nó phải thuộc của em, tại sao anh lại giành con chim của em? Nhưng mà hai bên giằng co nhau, Thái Tử không chịu trả lại, hai đứa bé nhảy vào đánh nhau, rồi các mọi bảo vệ, những cái người thì từ những cái người mà bảo vệ can ngăn không cho, nhưng mà hai đứa bé nhất định, Đề Bà Đạt Đa nhất định phải đòi cho được con chim. Cái việc này phải đưa ra giữa triều thần để mà giải quyết, đưa ra giữa triều thần thì rất là khó xử, tại vì đúng theo cái lý thì con chim này nó bay trên bầu trời, nó không thuộc về ai, ai là bắn rớt xuống thì đúng lý thì phải người đó sẽ sở hữu con chim đó. Mà đằng này là Thái Tử Tất Đạt Đa là con của vua mà một người thương chim, mà trong cung vàng điện ngọc không có thiếu cái gì hết, tại sao đi tranh giành con chim? Mà nếu mà giờ trao con chim đó cho Thái Tử Tất Đạt Đa thì cũng không có được, mà trao cho Đề Bà Đạt Đa cũng không có được. Cho nên là cuối cùng rồi thì triều đình hết sức là phong vân, không biết giải quyết bằng cách nào. Thì lúc đó có một vị Bô La Hầu, một vị đại thần mới đứng ra, mới xin ý kiến và phát biểu rằng: thưa từ trên đức vua, thưa tất cả các vị phạn vương, thưa tất cả các cái hoàng thần và đại chúng ở trong triều thần này, bộ tộc Sakya của chúng ta, bộ tộc Thích Ca của chúng ta là một bộ tộc sống thanh bình bên cái dãy Hy Mã Lạp Sơn này, rất là tôn trọng sự sống, rất là yêu thương muôn loài, rất là ca ngợi giá trị của sự sống. Nếu trên cuộc đời này sự sống là có giá trị, có ý nghĩa, thì theo tôi con chim Thiên Nga này nên trao cho Đề Bà Đạt, nên trao cho Thái Tử Tất Đạt Đa. Thì cái vị Bô La thua như vậy thì ai cũng hoan hỉ, cho nên mới trao cái con chim Thiên Nga về cho Thái Tử Tất Đạt Đa. Và Thái Tử Đạt Đa sau một thời gian chăm sóc con chim Thiên Nga thì vài tuần sau thì đã con chim Thiên Nga đã lành lặn, là vẫn có thể bay được. Cho nên Thái Tử Tất Đạt Đa là một con bé 8 tuổi thôi, bắt đầu mới thả con chim Thiên Nga trở lại cái bầu trời bao la rộng lớn nơi núi đồi Hy Mã Lạp Sơn. Thế thì qua đó hay không, người con Phật khi ta đọc cái lịch sử qua cái chuyện này chúng ta không để ý, nhưng mà ít nhất ở đây đã gửi gắm một cái thông điệp về cái tình thương mà Thái Tử Tất Đạt Đa, để về sau thành một bậc giác ngộ chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề. Cố nhiên rằng sự kiện này cũng đã tạo nên cái mối hiềm khích giữa Đề Bà Đạt Đa và Thái Tử Tất Đạt Đa, và về sau cũng được xem như một cái câu chuyện oan gia trái chủ, mà Đề Bà Đạt Đa theo đuổi miết Đức Phật, đã đến độ mà khi Đức Phật đi xuất gia tu tập thành chánh giác, ông ta cũng đi xuất gia và cấu kết với vua Thái Tử A Xà Thế mà hại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật như thế nào. Thì ít nhiều trong đại chúng của chúng ta học qua lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta cũng biết sự kiện này. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta một cái điểm nữa mà nhiều khi chúng ta đọc lịch sử chúng ta không có để ý, một sự kiện rất là nhỏ nhưng mà để lại ý nghĩa, cái thông điệp từ bi mà Đức Thế Tôn đã gửi gắm ở nơi đây. Năm lên 19 tuổi, theo Phật giáo của Đại Thừa, Thái Tử Tất Đạt Đa sau khi chứng kiến 4 cái cảnh sanh lão bệnh tử của kiếp sống nhân sinh, cho nên Ngài đã quyết từ bỏ những cung vàng địa ngọc, từ bỏ những gì cao sang quý giá nhất của cuộc đời này để giống thân phận có cát bụi. Và Ngài đã biết rằng một quốc gia ở cách xa, ở nơi đất nước xá vệ, đó là nước Ma Kiệt Đà,
Và Ngài đã đi đến cái trung tâm ở nơi tu học rất nổi tiếng, đó là cái tên là Thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của vua Bimbisara, tức là vua Tòng Bà Ta La, là cha của Thái tử Asatthế về sau, mà xuất hiện vua Asatthế. Và các Phật tử nào mà thọ trì kinh điển, đặc biệt là hành giả tu tập Tịnh Độ Tông, thì chúng ta biết vua Bimbisara, hoàng hậu, vợ của vua Bimbisara, tức là hoàng hậu Videhi, rồi sau khi đó sanh, về sau sanh ra Thái tử Asatthế, cũng là một câu chuyện oan gia trái chủ đó. Ở trong cuộc đời, cuộc đời nó không có như ước mơ. Mỗi một vị vua, một vị tướng, một vị quan, một vị trưởng giả, mỗi một nhà giàu, mỗi một nhà nghèo, mỗi một người nghèo đều có những cái nỗi khổ. Cho nên Đức Phật dạy rằng mỗi một nhà, mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai, ai cũng có những cái nỗi khổ, ai cũng có những khó khăn. Người nào mà biết tu tập tốt, biết chuyển hóa được thân tâm, phải trở về trong tâm mình thì phải tìm được cái sự an lạc trong nội tâm, tìm được cái sự an tịnh trong tâm hồn, thì đó mới là cái sự an lạc tối thượng. Còn mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, cho dù là vua chúa, cho dù là tổng thống, cho dù là bí thư, cho dù là dân thường, cho là chủ tịch, cho dù là những người ăn mày, mỗi người đều có cái sướng khổ ở nơi mình, phúc đức ở nơi mình. Mọi người đều có hết những mặt, những cái ghét đói lòng ở trong cuộc đời này. Năm 19 tuổi mà khi Thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu, khi mà đi tầm sư học đạo, Ngài đã bỏ ra 5 năm tầm sư học đạo, đến một quốc gia rất là nổi tiếng thời bấy giờ, mà nơi đó được xem là trung tâm để mà tu học Phật Pháp, nơi đó được xem là trung tâm để mà tu tập các cái đạo giáo của Bà La Môn giáo, của các cái đạo giáo cổ đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa rất là nổi tiếng. Cho nên Ngài đã quyết tâm từ bỏ, vượt cái dòng sông Anoman đến cái vương thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, để mà tầm sư học đạo. Ngài đã trải qua 5 năm nơi đây. Quý Phật tử mà khi học về lịch sử của Phật giáo, học về lịch sử của Đức Phật, chúng ta biết rằng cái thành Vương Xá này là một trong những cái trung tâm tôn giáo chính trị bậc nhất thời Đức Phật. Thời, cho nên chính vì vậy Ngài đã quyết tâm đến ở nơi đây để mà để tầm sư học đạo, tìm những bậc thầy giỏi để mà học. Ngài đã trải qua 5 năm. Trong năm đầu tiên mà khi Ngài đi á, vượt từ đất nước Ca Tỳ La Vệ đến thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, thì trên đường đi Ngài đi qua một cái thị thành. Ở nơi đó tự nhiên là thấy, trên đường đi thì ngày xưa đi qua những cái vùng đồi núi, thấy một cái người chăn cừu, lùa một đàn cừu rất là đông, hàng trăm con cừu đi. Thì trong đó có một con cừu non, cừu con rất là nhỏ bé. Thì khi mà đi và đi hàng trăm con, trong đó một con cừu con nó đi không kịp theo cái đàn cừu của mình, cho nên bị cái người chăn cừu dùng đá ném cho con cừu con nó đi nhanh. Chẳng may hòn đá ném trúng cái chân, gãy cái chân con cừu con. Thì con cừu con phải vừa lết như vậy, thì người chăn cừu vừa lùa đàn cừu mà vừa quất con cừu non để cho đi kịp đến buổi lễ. Thì khi đó Thái tử Tất Đạt Đa lúc bây giờ mới đi tầm sư học đạo, tức là đi tìm các vị thầy giỏi, tìm những tôn giáo, những triết học giỏi để mình nghiên cứu, để mà tu tập. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đang ngồi thì thấy cái cảnh tượng rất là đau lòng, cho nên mới vội xuống bế con cừu non lên mà hỏi cái người chăn cừu rằng: ông lùa cái đàn cừu này đi đâu? Thì người chăn cừu mới bảo rằng: ở trong cái thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà này có một cái tập tục là tế thần. Cứ hàng năm đến thì sắp đến cái lễ tế thần, thì tôi có trách nhiệm là lùa tất cả những cái đàn cừu hàng trăm con như thế này, lùa vào thành Vương Xá để bán cho người ta, và tất cả số cừu này sẽ bị cắt cổ lấy tiết tế thần, giết tất cả để mà tế thần. Câu chuyện đó rất là dài, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa mới nghĩ rằng tại sao cuộc đời nó như thế. Thế nên Ngài nghĩ rằng ta đi tìm ánh đạo vàng, tìm đạo giác ngộ, đi tầm sư học đạo để cứu độ chúng sanh. Trước mắt ta là một chúng sanh rất là khổ, cái con cừu non rất là tội nghiệp. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa cảm nhận cái điều này nó rất là khổ, cho nên muốn chuyển hóa một phần của tập tục, và đã bồng cái con cừu non đi theo đàn cừu, đi đến nơi tế lễ, gặp cái vị trưởng giáo, những cái vị mà tế lễ. Câu chuyện rất là dài, nhưng mà Thái tử Tất Đa bằng cái tài năng của mình, bằng cái phước đức của mình, bằng trí tuệ siêu việt của Ngài, đã thuyết phục được mọi người nên bỏ cái hình thức giết cừu tế thần,
Người Thái tử rất là đáng hỏi rằng tập tục từ ngàn xưa để lại như thế nó không có tốt tí nào. Các vị giết hàng trăm con cừu này, cắt máu đó để mà tế thần, giết những con cừu lớn cừu bé rất là tội nghiệp, tế thần để mà thần ban phúc và tiêu trừ những cái tai nạn. Thế thì các vị tế thần đó là thần ác, ác thần hay là phúc thần? Nếu mà tế ác thần thì không thể nào mà ban phúc hay là trừ những cái tai họa cho các vị được. Ác thần là chỉ có làm những cái điều ác độc, không có tốt đẹp cho cuộc đời này. Thế các vị là tế cho ác thần hay là phúc thần? Thì cái vị tế lễ mới nói rằng chúng tôi phải tế cho vị phúc thần chứ. Tế cho phúc thần thì thần mới ban phúc, mới tiêu trừ những tật bệnh, những tai nạn cho cuộc đời, cho nhân dân ở trong nước tôi. Thì theo truyền thống của Bà La Môn giáo từ ngàn đời để lại, thì Thái tử Đức Đạt đã nói rằng không thể có chuyện đó. Một cái vị phúc thần thì làm sao mà uống máu, ăn thịt, giết hàng trăm con cừu vô tội bằng cái tài năng của Ngài, cho nên Ngài đã thuyết phục mọi người nên từ bỏ đi, không nên làm cái điều ác độc như vậy. Máu tươi, máu tanh khủng khiếp, giết các loại cừu thì không có vị thiện thần nào mà sử dụng những điều ác độc đó. Tôi là một người bình thường cũng phải cảm thông trước cái sự đau khổ của chúng sinh như vậy. Nên cái phước đức nhiều đời rồi bằng cái tài năng trí tuệ của Ngài đã khuyên bỏ cái tập tục ở nơi đó, không có nên tế thần giết cừu hay là giết những cái con bò, con trâu, con voi, con ngựa để mà chặt đầu, dùng cái tiết đó để mà cúng tế tế lễ. Qua đó thì cái cuộc đời của Đức Thế Tôn, khi ta đọc đến những đoạn này, chúng ta đã thấy được một cái thông điệp về từ bi. Thứ hai là Đức Thế Tôn đã ít nhất cũng đã gửi gắm cho nhân loại cho cuộc đời này. Đó là những cái thông điệp về từ bi, về bác ái, về thương người, về thương vật. Và Đức Thế Tôn đã trải qua trong thành Vương Xá 5 năm đã tầm sư học đạo. Lịch sử đã ghi nhận rằng Đức Thế Tôn đã học rất là nhiều vị thầy, trong đó có hai cái vị thầy mà được kinh sách ghi chép lại rất nổi tiếng, đó là ông Alara Kalama và Udara Ramabhuta, tức là Alara Kalama và Uddo Lomphat. Hai cái vị thầy này là rất là nổi tiếng của đất nước Ấn Độ của ngày xưa, tu tập những môn yoga du dạng và luyện được, đạt được những cái định mà kinh sách ghi chép rằng đó là những định phi tưởng xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định. Người nào mà đắc được những cái định này thì có thể an trụ hàng ngày hàng giờ trong thiền định mà không còn ăn không còn uống, vẫn có được cái nội tâm rất là mạnh, vẫn có được sự an lạc. Nhưng mà sau khi xả thiền rồi một thời gian thì Thái tử Tất Đạt Đa mới nhận rằng ở trong tâm mình vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn đố kỵ, vẫn còn hơn, vẫn còn thua, vẫn còn tranh chấp cái đạo ánh đạo vàng của sự giác ngộ giải thoát. Thực sự Ngài đi tìm thì nó không có, không đạt được. Cho nên Ngài đã từ bỏ, giả từ lại hai cái vị thầy đó mà xin tiếp tục để đi tu tập. Mặc dù là hai vị thầy đó đã giữ lại rất là nhiều, có thể rằng hai vị thầy đã hứa sẽ truyền lại cái chức giáo chủ, những cái chức mà về sau đã lãnh cái chúng hàng trăm cái đệ tử của ông ta. Nhưng mà Thái tử Đạt Đa đã nói rằng tôi đã từ bỏ cung vàng biểu hoặc những gì cao sang, mục đích của tôi là đi tìm ánh đạo vàng, đạo giác ngộ, chứ đây không phải là mục đích của cuối cùng của tôi. Nên Thái tử Đạt Đa đã từ giả hai nhìn sau của mỗi ngày, đã thấy cái xương sống vô trong đó, tất cả xương sống đưa ra. Còn cái hai cặp mắt của Ngài thì nó sâu hút vô như là hai cái giếng, như là sâu hút như là giếng, lịch sử ghi nhận. Và Thái tử Tất Đạt lúc bây giờ nhiều lần ngã quỵ tại gần chết. Cho nên Ngài mới nhận ra rằng muốn mà tu tập được giác ngộ giải thoát thì phải từ bỏ hai cái lối sống, hai cái thái cực. Đó là thứ nhất là buông luôn trong dục lạc, buông luôn trong dục lạc, sống hưởng thụ vật chất của cải tài sắc danh thực thì hưởng thọ ngũ dục. Mà ngày xưa vua cha Tịnh Phạn đã muốn giữ chân Thái tử Tất Đạt Đa, sợ rằng Thái tử Tất Đạt Đa sẽ đi xuất gia tu tập, cho nên mới xây 4 cung điện thích hợp với 4 mùa xuân hạ thu đông và tuyển chọn hàng trăm người đẹp
tuyển chọn những cái cao lương mỹ vị, tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất của cuộc đời này để giữ trong của Thái tử Tất Đạt Đa ở lại, để mong rằng Thái tử Tất Đạt Đa không có đi tu tập, không đi xuất gia, mà trở thành một vị đế vương cai trị cái vương thành Ca Tỳ La Vệ. Một đế vương thì có thể mở mang biên cương bờ cõi, làm rộng danh cái dòng tộc Sakya, mở mang biên cương bờ cõi, giống như là cái vị Tiên A Tu Đà. Các Phật tử học lịch sử Đức Thế Tôn, lịch sử Đức Phật, chúng ta đã biết những điều đó. Và khi mà buông luôn ở trong dục lạc, sống trong cái cảnh sung sướng, trong nhung lụa, ăn uống toàn là cao sang mỹ vị, lúc nào cũng có cung phi mỹ nữ bên cạnh, rồi có người hầu kẻ hạ, là hết sức là sung sướng. Cho nên đó là một trong những thái cực không thể nào mà tu tập được hết. Còn là mình là người tu tập phải xa lìa thái cực, buông luôn trong dục lạc, trong ngũ dục. Thái cực thứ hai là phải tránh xa cái vấn đề ép sát khổ hạnh. Mà như mà Thái cực đang ép sát quá, ngài mới nhìn nhận ra rằng không thể nào có một cái tinh thần minh mộng trong một cái thân xác tiền vị. Cho nên ngài đã quyết định phải từ bỏ hai cái lối sống này. Trong các kinh điển cổ xưa, chẳng hạn như các bộ kinh của Nikaya, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh v.v. cũng thường đề cập đó. Chuyện lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, lúc bây giờ có một vị thiên thần. Thiên thần lúc bây giờ được nhận là Nhạc Thần. Nhạc Thần là được Nhạc Thần được giống như cái người là thần âm nhạc, đứng đầu trong vấn đề âm nhạc ở trên cái cõi trời. Trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Đâu Xúc Đà, trời Tha Hóa Tự Tại v.v. Thì cái vị thiên thần Càn Thác Bà này á, thì vốn có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên cái vị đó mới xuất hiện ở trước mặt Thái tử Tất Đạt Đa, mà khi Thái tử Đa chết, sắp chết rồi, thì ông mới xuất hiện xuống, ông gảy một con tấu lên một khúc đàn du dương rất là hay, âm thanh vi diệu. Hãy lên cho ta một dây đàn nó đừng có trùng quá. Một dây đàn nếu mà trùng quá thì không thể nào gảy đàn lên được, thì âm thanh không thể xuất hiện. Trùng quá cũng giống như buông lông luôn trong dục lạc, trong khói lạc, tài sắc danh thực thì sống buông luôn trong dục lạc, thì không thể nào mà tu tập được, không thể nào mà có trí tuệ được, không thể nào mà đạt được một sự an lạc giác ngộ giải thoát được. Buông luôn trong rượu chè, trong tài sắc, trong danh lợi, đắm chìm trong tụ sắc như thế thì không thể nào mà tu tập để đạt được một sự an lạc giác ngộ và giải thoát. Hãy lên cho ta một dây đàn đó đừng có trùng quá, và cũng đừng hãy lên cho ta một dây đàn đó đừng có căng quá. Dây đàn mà căng quá thì âm thanh nghe chướng tai và sẽ đứt bất kỳ lúc nào. Cũng giống như là ép sát của hành cực đoan, thì cái thân xác này nó sẽ chết, không phải làm chủ thân xác mà thân xác này sẽ chết đi. Và khi thân xác, một khi thân xác nó chết đi thì cũng không có thể nào mà tu tập được an lạc giải thoát. Trong các kinh điển của Bà La Môn giáo ghi nhận rằng khi mà làm chủ được cái thân xác này, tinh thần bay bổng thì mới đạt được, làm chủ được cái, hóa giải được cái tiểu ngã đi, để cho hòa cùng với đại ngã trong cái triết học triết lý của Bà La Môn của ngày xưa. Và Thái Đức Thế Tôn mới nhận ra rằng nếu mà không có sự an lạc, không đạt được giác ngộ giải thoát, thì cho dù cái thân xác này có từ bỏ thì phải thọ một cái thân xác mới để mà trầm luân trong cái vòng sinh tử luân hồi tùy theo cái nghiệp để mà thọ. Cho nên giống như là một cái giọt nước sau bao nhiêu ngày nắng hạn, cái thau nước đó, hồ nước đó có thể bốc hơi khô hết đi nữa, giống như thân xác mà tiêu tan, thì cái giọt nước đó nó trở thành một cái hơi nước, nó bay lên tự tại. Nhưng mà nếu mà gặp lạnh, gặp gió, gặp mưa, gặp những cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ kết thành nước và sẽ mưa trở lại và trở thành nước trở lại. Cũng giống như vậy, cái thân xác này cho dù cái ép xác có khổ hạnh có tiêu nó đi nữa, nhưng mà không có cái sự giác ngộ, không có sự giải thoát, thì nó cũng từ bỏ thân này, nó sau một cái trạng thái nó gặp cái duyên để mà đầu thai chuyển kiếp, nó sẽ trầm luân trong sanh tử luân hồi. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa muốn quyết định muốn từ bỏ cái lối tu của hạnh này, và ngài đã từ bỏ cái lối tu, cho nên ngài đã quyết định tu tập bình thường trở lại, mới bắt đầu
ăn trở lại, uống trở lại, mới xuống cái dòng sông Nghi Liên để mà tắm. Lúc đó mới xuất hiện một cô, khi ngài đi một đoạn thì ngài xỉu nằm xuống dưới đất. Lúc bây giờ mới xuất hiện một cô gái trăng cường. Cô gái trăng cường mới thấy cái vị sa môn chết như vậy, tới mới xem cái vị chết ra thì thấy vị đó là cũng sắp chết rồi chứ chưa chết, nhưng mà vị tiều tụy, vị đói khát. Cho nên cô bé trăng cường đó mới là đỡ cái vị sa môn đó dậy. Nhưng mà vị đứng không đứng dậy, chỉ để nằm xuống thì mới dùng cái nước sữa của mình mang theo mới móm trong miệng. Lịch sử ghi nhận rằng là khi bà đã vào uống nước trong cái miệng, cái cô bé trăng cường này uống nước vào trong miệng của mình, rồi mới dùng một cọng cỏ lau. Ngày xưa là nam nữ thọ thọ bất thân, nói chung ngày xưa là ta rất là thấy, cho nên là cô bé này cũng sợ, lấy một cái lịch sử ghi nhận lấy một cái cọng cỏ bông lau, nó có bọng bên trong giống như ống hút vậy đó, uống nước uống sữa trong miệng mình rồi, tại vì thấy tướng rất là đau, lúc bây giờ đã xỉu rồi, cho nên mới cúi xuống mới móm sữa móm nước vào trong miệng thay tức được đau, đẩy cái cọng cỏ đó giống ống hút đẩy vào trong cổ này. Thì từ xa năm anh em Kiều Trần Như cứ tưởng rằng Thái tử Đất Đạt Na từ bỏ lối khổ hạnh thì đi thưởng thọ dục lạc trở lại. Chứ bảo rằng ông Sa Môn Cù Đàm này, Thái tử Đất Đạt Na bây giờ là cái người thoái chí rồi, không có xứng đáng cho ta làm thầy lên rồi. Bây giờ ông ăn trở lại, ông uống trở lại, ông đi tắm rửa trở lại, ông không còn tu tập trong theo cái truyền thống của cái giáo pháp của Bà La Môn giáo đã chỉ dạy. Ông đã đi lầm đường lạc lối, ông đã bị xa đọa rồi, không xứng đáng làm thầy ta. Ông ăn uống trở lại, ông phá giới phạm trai, tại vì từ xa nhìn thấy giống cô bé chân cừu này đã hôn vào trong miệng của Thái tử, hai người ôm hôn nhau vậy đó. Cho nên tình ngay là lý gian, nhìn vậy thì ông mới xăm đó, thì ông mới thấy Thái tử đã bắt đầu mới đi tắm rồi trở lại. Rồi ngài ngồi dưới gốc cây về sau mới thọ cái bát cháo sữa của nàng Tu Sa Đa, Tu Sa Đề, cái chỗ gì là Tu Sa Đa. Cho nên học lịch sử Đức Thế Tôn là các Phật tử chúng ta phải cố gắng ghi nhớ cái điều này. Hai cô gái này là khác nhau này, một cô trăng cừu và cái cô nàng Tu Sa Đa là một cái nàng có chồng có con, là vợ của một trưởng làng trưởng thôn ở tại cái xứ Bodh Gaya đó, gần Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng. Và Thái tử Tất Đạt Na sau khi thọ bát cháo sữa rồi xong, lịch sử rất là dài, ở đây thì quý thầy vắng tắt qua để cho các Phật tử ôn lại để mình nhớ. Thì ngài ngồi dưới cái cội cây Tóc Bát La đó, cái cây đó tên là Tóc Bát La chứ không phải là tên cây Bồ Đề. Và ngài ngồi dưới cội cây đó, ngài phát một cái lời đại nguyện. Các Phật tử nói rằng là chúng ta hồi giờ thì chúng ta chỉ biết những cái nguyện 12 lời nguyện của Đức Quan Bồ Tát, hay là 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, hay là 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà các Phật tử ít ai để ý là rằng là có cái lời nguyện, đại nguyện, đại tinh tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đó là ngài ngồi dưới cội cây Tóc Bát La, ngài mà phát một câu nguyện, một lời nguyện rất là dũng mãnh, rất là tinh tấn, mà người con Phật học lịch sử chúng ta để ý, để ý thì chúng ta lấy đó làm cái hành trang tu tập của mình, ý nghĩa vô cùng. Trước khi thành đạo chánh đẳng chánh giác dưới cõi cây Tóc Bát La và về sau gọi là cái Bồ Đề, thì ngài mới phát một cái lời nguyện rằng: cho dù thịt ta có nát, xương ta có mục có tan, máu ta có khô, nếu mà ta không có chứng đắc được vô thường chánh đẳng chánh giác, không tìm được đạo giác ngộ, không tìm được ánh đạo vàng, không chứng đắc được giác ngộ để thoát, thì ta thờ ta quyết không có rời khỏi cái cõi cây Tóc Bát La này. Đó là một trong những lời phát nguyện hết sức là tinh tấn, mà trong các gia đình Phật tử, những cái người mà ở trong hệ thống mà tu tập các chùa có gia đình Phật tử thì thường ghi cái lời phát nguyện này để nói lên cái sự nguyện lực dũng mãnh tinh tấn, lấy đó là hành trang, lấy đó là cái tư lương ngọn đuốc để mà tu tập soi sáng trong cuộc đời này, phải có một cái sự quả quyết, quyết tâm như thế. Thì ngài đã phát cái lời đại nguyện đó, thì sau lần bảy 49, trải qua 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây Tóc Bát La này, quán chiếu về duyên sinh, về vạn hữu, về kiếp sống vô thường vô ngã, sự trùng trùng duyên khởi của pháp giới này. Và khi ánh sa mai vừa mọc, 7 lần 7 49, thì ngài đã chứng đắc được đạo quả vô thượng chánh mạng chánh giác, thành Phật hiệu là Sakyamuni,
hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là năm nhân, dịch là tịch mịch, là sự an lạc, là sự giải thoát. Thích Ca Mâu Ni. Và chính ở nơi đó để lại một cái ý nghĩa vô cùng. Và trong cái đêm mà khi ánh sao mai vừa mọc, lịch sử ghi nhận đó là ngày mùng 8 tháng Chạp. Và cái năm đó, tức là khoảng chừng năm 612-13 trước công nguyên, khoảng chừng trước sau năm 600, nhiều cái lịch sử ghi nhận lại tùy theo cái truyền thống như là, tức là có lịch sử ghi nhận rằng Đức Phật, Đức Thế Tôn là thành đạo là năm 35 tuổi, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Và chúng ta lấy 600, Đức Phật đản sanh năm 624 trừ cho 35 thì sẽ ra cái năm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng đắc vô thượng chứng đẳng chứng giác. Còn là Phật lịch mà chúng ta ghi lại Phật lịch 2000, hôm nay là ví dụ ta tính nhiều người ta bây giờ đang là giao thời, năm tông sử chưa qua rồi một cái canh tông rồi năm dâm dầm chưa đến, nhưng mà du lịch thì đã kết thúc năm 2021 và bước sang 2022 rồi. Cho nên nhiều thầy, nhiều cô và nhiều Phật tử cũng có cái sự nhầm lẫn một chút. Cái nào cũng đúng chứ cũng nhầm gì. Cái chỗ ghi là Phật lịch 2565. Phật lịch 2565 tức là lấy từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn năm 544 trước công nguyên cộng với 2021 thì ra Phật lịch là 2565. Nhưng mà nay đã qua 2025 rồi, mà nếu mà chúng ta lấy Phật lịch 562 năm 544 trước công nguyên mà còn với 2022 thì sẽ ra Phật lịch là 2566 năm rồi. À, nếu mà chúng xác ta cộng vô thì sẽ ra là 2000, Phật lịch hôm nay là 2566 năm. Đó là vào mùng 8 thì khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một chút xíu nữa thì quý thầy sẽ đi lặp lại để mình Đức Phật đã để lại những cái thông điệp gì ở đây. Mình đang đề cập, quý thầy đang giới thiệu, quý thầy cùng với các Phật tử đang ôn lại cái thông điệp mà đầu tiên mà Đức Phật gửi gắm ở nơi đây là thông điệp từ bi. Thông điệp từ bi. Từ khi là còn thái tử là một ký cậu bé 8 tuổi mà đã có cái tình thương như vô cùng vô tận như thế rồi. Rồi tới cái năm 19 tuổi thì đã cứu, thông điệp đã được gửi gắm qua cái lúc mà cứu con đàn cừu, con cừu non thế nào. Rồi khi mà Ngài chứng đắc được vô thượng chứng đẳng chứng giác dưới cội cây Bồ Đề rồi. Và các Phật tử nào có cái biết micro chúng ta tắt, không ổn, tắt cái micro trước mặt mình là ổn, ảnh hưởng tới người khác. Khi mà chánh đắc chứng chắc được vô thượng chứng đẳng chứng giác rồi, khi Ngài hóa độ cứu độ chúng sanh, yếu tố đầu tiên để trở thành một người Phật tử, các Phật tử có biết là khi chúng ta thọ tam quy và thọ trì năm nền tảng cơ bản đạo đức đầu tiên, cái đạo đức đầu tiên, cái giới đầu tiên mà các Phật tử phát nguyện thọ giới để chính thức trở thành người con Phật và người đệ tử Phật. Các Phật tử biết là giới gì? Giới thứ nhất là giới không sát sanh. Bình thường thì không ai để ý được cái điều này, nhưng mà xin thưa, không có một cái tôn giáo nào, gần như ít có cái tôn giáo nào, có cái triết học nào, có cái nền đạo đức nào mà dạy con người không sát sanh, ít lắm. Có chăng chỉ là những cái lời khuyên thôi, mà trở thành một cái giáo điều để cho người con Phật phải thọ trì, phải phát nguyện giữ gìn. Đó là cái giới đầu tiên muốn trở thành người của Phật, là giới không sát sanh. Không sát sanh đó là mình giữ được, phát được, phát triển được cái tâm từ bi trí tuệ. Những cái tôn giáo khác thì, hay là những cái triết học khác, những nền đạo đức khác thì người ta vẫn khuyên con người là ăn uống bình thường, sát hại sinh vật là chuyện bình thường. Nhưng mà trong Phật giáo là khuyên người tu tập, đặc biệt là người xuất gia, không bao giờ không được quyền giết hại sinh vật, cho dù đó là con cá, con tôm. Thậm chí nếu mà con mỗi con mòng nó cắn mình mà mình có thể đuổi đi được
thì cái người đó tu tập là mới giữ được cái giới pháp tốt đẹp, mới giữ được cái giới pháp 90/90%. Thế còn xin thưa các Phật tử là phải hiểu rằng là không ai có thể giữ được một cái giới 100% được hết, chỉ trừ chư Phật Bồ Tát mới giữ được 100%. Mà tùy theo, chẳng hạn mình giữ cái giới thứ nhất này là mình không được giết người. Có nhiều các Phật tử mà nói rằng không giết người, nhưng mà thực là xin thưa rằng nếu mà ai mà tìm hiểu về cái lịch sử và truyền bá của các cái tôn giáo, các không đơn giáo sẵn sàng giết hết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta truyền bá cái tôn giáo họ đi tới đâu, họ theo đạo của họ thì sống, không theo họ thì giết. Ngày nay nếu mà ai theo dõi những cái truyền thông tin tức hiện tại thì chúng ta thấy nhiều cái tôn giáo khủng khiếp cực đoan, ném bom, chặt đòn, khủng bố, giết hết. Nhưng mà chết được phong thánh của ghê, những cái tôn giáo ghê lắm chứ đâu bình thường. Chứ không phải là giống như Phật giáo nhiều tôn giáo. Và nhiều tôn giáo khác người ta không có ngăn cấm vấn đề mà giết cá, giết gà, giết vịt này kia. Nhưng mà trong Phật giáo là không được giết hại sinh vật. Người tu tập, người xuất gia, còn người tại gia là thứ nhất là không được giết người. Cố gắng hơn nữa là không có nên giết trâu, giết bò, giết voi, giết ngựa. Ai làm người đồ tể thì Đức Phật khuyên phải nên chuyển cái nghề đó đi. Rồi tới những cái người mà từ trường hợp người ta làm cái nghề giết gà, giết vịt, nếu mà được thì mình chuyển đi. Còn cuộc sống những người mà sống ở miền duyên hải, biển cả, họ làm nghề trài lưới thì Đức Phật cũng khuyên là phải làm sao? Phải tu nhân tích đức để mà chuyển hóa bất cái nghiệp đi. Còn nếu mà có cái duyên thì chúng ta chọn một cái nghề khác. Trường hợp bắt buộc cái sống ở vùng trên biển và thế này thế kia khó, duyên hải miền Trung của mình hay là đất nước Việt Nam hay nhiều nơi trên thế giới thì sống xung quanh biển không gì đó. Cho nên ở nơi người có Phật khi sau cái Đức Phật thành đạo mà để mà chuyển pháp luôn, hóa độ tất cả đệ tử của ngài, ngài khuyên cái giới người đầu tiên, người có Phật, cái giới cơ bản nhất, giới thứ nhất không được giết hại sinh vật. Đó là thể hiện tâm từ bi siêu việt, thông điệp Đức Phật đã gửi gắm cho nhân loại, cho tất cả mọi loài chúng sanh, chứ không phải là nhân loại không. Tránh được cái sự luân hồi khổ đau, tránh được cái sự thường mạng. Và thậm chí Đức Phật khuyên rằng nếu mà chúng ta đã không giết hại sinh vật rồi, trong cái khả năng của mình, chúng ta nên cố gắng phát tâm trong cái điều kiện mà nếu gặp duyên chim cá cua ốc vân vân mà trong cái tầm tay của mình cứu được, mình nên cứu, phát tâm phóng sanh, không có giết hại sinh vật mà nên phóng sanh thương yêu muôn loài. Thông điệp đó là cái thông điệp về đạo đức, hay còn gọi là cái thông điệp về từ bi trong Phật giáo. Thế thì trong cái ý nghĩa thành đạo Bồ Đề thì khi mà Đức Phật hóa độ tất cả, chúng ta học lịch sử Đức Phật gửi gắm đến với cho nhân loại, thông điệp đầu tiên là các Phật tử cố gắng nhớ đó là thông điệp hay là ý nghĩa mà Đức Phật đã để lại trong cái sự thành đạo để mà cứu độ chúng sanh, đó là từ bi. Nhân đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Trong cái thời hạn cho phép cho nên quý thầy không có phân tích nhiều về cái từ bi của Phật giáo, mà mình sẽ đi qua một cái thông điệp, một cái ý nghĩa thứ hai mà Đức Thế Tôn đã gửi gắm. Mà cái thông điệp này phải gọi là hết sức là siêu việt trong cái Phật giáo, hay là nói riêng, hay là trên toàn thể nhân loại trên thế giới này nói chung. Đó là cái thông điệp về bình đẳng, thông điệp về bình đẳng giữa cuộc đời này. Phải nói là chỉ có Phật giáo và Đức Thế Tôn là được xem là một trong những người duy nhất trên cuộc đời này mới phát hiện ra cái điều này. Trong cái đêm mà thành đạo sau 7 lần 749, khi ánh sao mai vừa mọc thì ngài đã chứng đắc được vô thượng chính đẳng chính giác. Ngài mới phát hiện ra một điều mà ngài thốt ra rằng trong các kinh điển cổ xưa đều có ghi lại: đâu ngờ tự tánh của ta vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh của tất cả chúng sanh vốn tự bình đẳng, đâu ngờ rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành và tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả đều bình đẳng. Và một cái điều này gần như tất cả những tôn giáo khác, những triết học khác, những nền đạo đức khác, nền nhân loại học hay nhân bản học cũng không hề có thực sự ghi chép được như Đức Thế Tôn, như kinh điển của Phật giáo. Đức Phật dạy bình đẳng. Trong cái xã khi mà phát hiện ra cái điều này
thì Đức Thế Tôn mới biết rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Cho nên Ngài mới tuyên bố rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả mọi người đều bình đẳng, đều có khả năng giác ngộ. Trong khi đó, giáo lý Bà La Môn giáo Ấn Độ cổ ngày xưa quy định rằng con người sinh ra trong cuộc đời là do phạm thiên. Nhiều cái tôn giáo khác đã bảo rằng do Chúa sinh ra. Đạo Bà La Môn giáo thì bảo rằng do phạm thiên sinh ra. Có người bảo Thánh A-la sinh ra, có bảo là người trời sinh ra, đủ thứ. Đức Phật nói rằng tất cả là vạn vật là nhân duyên sinh. Cái này nó có thì cái kia nó có, cái này nó không thì cái kia nó không. Đến mức độ mà các Phật tử nào mà đọc lịch sử của tôn giả Sariputta, tôn giả Sariputta tức là tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài với Ngài Mục Kiền Liên đã đi tầm sư học đạo, mà học rất là giỏi, rất là siêu việt, bao nhiêu kinh điển triết học. Anh cuối cùng được cái nhân duyên gặp được 150 em Nghiêu Trần, Kiều Trần Như đọc một cái bài kệ Duyên Khẩu: chư Pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác duyên diệt thiết. Tất cả các Pháp là do nhân duyên sinh, chứ không có một Thượng Đế nào sinh ra, không có một Phạm Thiên nào sinh ra, không có một Chúa nào sinh ra, không có một Thánh Thần nào sinh ra. Tất cả các Pháp, cái này nó có thì cái kia nó có, cái này sinh thì cái kia. Nhiều cái tôn giáo, nhiều triết học đã ghi nhận lại, nhưng mà dưới ánh sáng bây giờ khoa học người ta cũng chứng minh không có một cái nguyên nhân nào, một yếu tố nào mà có thể sinh ra được tất cả những yếu tố khác. Nào, tất cả muốn sinh thì phải có nhiều nhân duyên. Một cái lúa mà muốn thành tựu thì phải nhờ phân, nhờ ánh sáng, chứ không thể hạt lúa, bản thân hạt lúa thì không thể sinh được cây lúa. Hạt lúa nó muốn sinh được cây lúa thì nó phải có giọt nắng, giọt mưa, giọt sương, bàn tay con người, thời tiết khí hậu đầy đủ tốt đẹp, bùn phong thì nó mới cho sinh trưởng được cây lúa. Chứ hạt lúa, đơn thuần hạt lúa không bao giờ cho được cái cây lúa, cho được những cái vụ mùa bội thu, và phải nhờ tất cả những yếu tố khác. Đức Thế Tôn đã phát hiện đây là một trong những cái triết học duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, mà về sau ai học được, chúng ta biết rằng Đức Phật đã quán chiếu trong kiến 7 lần 7 bốn chín thì có một đạo lý là duyên khởi, 12 chi phần duyên khởi, từ vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên danh, sắc xúc nhập ái thủ hữu sinh lão tử. 12 chi phần duyên khởi nó làm nhân cho nhau, cho nên không thể bảo là cái trứng có trước hay là con gà có trước. Kỳ đà thì ca các cá thì mẹ kỳ dông, thì dông ông kỳ đà, hỏi cái con nào lớn hơn con nào, cái vòng duyên khởi. Và Đức Phật đã chỉ dạy một cách rất rõ ràng thông điệp bình đẳng ở đây. Trong khi đó xã hội Bà La Môn giáo là phân chia giai cấp, chia làm xã hội Ấn Độ cổ chia làm 4 giai cấp. Giai cấp đầu tiên là được tất cả đều do Phạm Thiên sinh ra. Phạm Thiên giống như Chúa, như là Thánh A-la trong các tôn giáo khác. Phạm Thiên là một cái vị thần Sambhavi. Phạm Thiên Sambhavi là một cái vị thần tối cao trong cái tôn giáo Hindu giáo, Ấn Độ giáo của Hải Sư. Sinh ra tất cả muôn loài. Người ta sinh ra là bảo rằng tất cả con người đều sinh ra từ 4 yếu tố của Phạm Thiên, đều chia làm 4 cái giai cấp. Giai cấp cao là giai cấp Bà La Môn, là đẳng cấp cao, là chuyên làm lễ nghi lễ tế tự, cai quản về thần linh việc này việc kia, được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên Sambhavi. Cái giai cấp thứ hai là giai cấp sát đế lợi, là vua chúa cai quản cuộc đời này, nắm giữ cuộc đời này, được sinh ra từ cái đôi tay đôi vai của thần Phạm Thiên, chúa tể của trời đất. Giai cấp thứ ba là giai cấp được sinh ra từ những cái phần thân phần của Phạm Thiên, từ trong tay, từ cái đầu gói trở lên, từ cái phần phong phần của Phạm Thiên, đó là giai cấp về sản. Còn giai cấp cuối cùng cùng đinh là được sinh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Cho nên người ta cũng lục Manu, lục mã nổ của Ấn Độ người cổ người xưa rất là hà khắc. Người ta bảo rằng sinh ra như thế, cho nên mọi người không có bình đẳng, phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc một cách rất là ghê gớm. Đức Thế Tôn nói tất cả mọi người bình đẳng, thậm chí ai cũng có khả năng thành Phật. Các Phật tử có biết cái từ đệ tử Phật? Đệ tử Phật, đệ là em. Phật thành Phật trước, cho nên Ngài là anh. Chúng ta thành Phật sau, cho nên là mình gọi là em. Đức Phật là anh, rất là bình đẳng.
Đức Phật là cha, mình là con, cho nên đệ tử tử là con. Một người con là sở hữu tất cả gia tài, có khả năng cha mình làm gì được mình làm được hết. Nó khác với những tôn giáo khác. Phàm thiên thì sinh ra muôn loại, cho dù là người, tất cả mọi người dân thì có tu tập có giỏi lắm thì về sinh bên là bên trong Chúa, bên trong phàm thiên, sống ở cái thiên đàng, sống trên những cái cung trời an lạc, là làm dân của đó, làm con chiên, làm nô lệ, sống trong cảnh giới an lạc của trời, chứ không thể nào mà ngang bằng được Chúa, không thể nào ngang bằng được Thánh Allah, không thể ngang bằng được phàm thiên, không thể ngang bằng được những cái vị trời tối cao đó, là dân của nước họ. Nhưng mà trong Phật giáo thì hoàn toàn Đức Phật dạy rằng tất cả đều bình đẳng. Đâu ngờ rằng tượng tánh vốn tự thanh tịnh. Thế nên khi mà Phật Hoàng Nhân Trần Nhân Tông này đỡ lại cái triết lý mà học bí quyết. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là từ một cái vị vua đánh thắng quân Mông Nguyên, đội quân Mông Cổ bất chiến bất thắng, mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vua. Vua là người đứng đầu trong cái thời đất nước Việt Nam thời. Và thậm chí Ngài được giữ yên được bờ cõi, mở mê mang biên cương bờ cõi, gả cô con gái út là Hiền Trong công chúa cho vua Chế Mông Chế Cũ, để mà vua Chế Mông Chế Cũ dâng châu Ô châu Rí làm sứ lệ hồi môn, mở mang biên cương bờ cõi Việt Nam. Trong cái lịch sử giữ nước và dựng nước gần như chưa có một cái vị vua nào hơn Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đánh thắng được giữ yên bờ cõi, đội quân bách chiến bách thắng, vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu là chết tới đó, cỏ không mọc được, sát hại đánh qua cả bên châu Âu, bên châu tất cả các nơi đều thống trị của đội vó ngựa Mông Cổ. Thế mà vua, các phần tử mà thấy khi mà ông Donald Trump là một tổng thống Mỹ đó, mà cái chuyện nổi tiếng của bên nước Mỹ là một cái chuyện phân biệt màu da, là ngày xưa họ phân biệt da đỏ, phân biệt da đen, phân biệt da trắng, phân biệt da vàng, mà Việt Nam mình là da gì? Ừ. Phân biệt rất là ghê gớm. Phân biệt từ xưa da đen là phải làm nô lệ như thế nào, người Mỹ là thống trị. Cái chuyện mà Black Lives Matter là cái sự phân biệt da đen, anh cảnh sát giết như thế nào, mà bây giờ nó còn ảnh hưởng cả thế giới. Mà trong khi đó cái thế giới phương Tây là thế giới rất là bình đẳng. Cái thế giới phương Tây ấy, thậm chí người ta là Lady and Gentlemen, xin thưa quý bà chú, rồi xin thưa quý ông sao. Khi nó chào một cái đại hội hay chiếc trong điện gọi là Lady. Lady là cái quý bà, xin thưa quý bà chú. Người phụ nữ được tôn trọng như thế. Nhưng mà xin thưa tối thời chúng bây giờ, những tôn giáo được mệnh danh rất là khó, rất là nổi tiếng ở tại nơi đất nước, như là bên châu Âu, châu Úc, châu Mỹ v.v. Ngày nay người phụ nữ cũng không có được quyền mà đi xuất gia như trong Phật giáo mà. Đức Phật cách đây mấy nghìn năm mà Ngài làm những cuộc cách mạng vĩ đại, thông điệp bình đẳng mà Ngài gửi tới cho nhân loại ngày nay, người ta phải cúi đầu. Người phụ nữ được quyền xuất gia, được quyền thông nhận đệ tử, được quyền tu tập, và cũng có thể tu tập chứng ngộ giải thoát. Ý xì xì như người nam không có phong, gần như là không phong biệt. Trong khi đó các cái tôn giáo lớn, chẳng hạn như tôn giáo lớn hiện nay có dân số là cái tín đồ rất là đông, hàng đông bậc nhất trên thế giới này đó Hồi giáo, có tín đồ trên 1 tỷ người. Nhưng mà người phụ nữ, họ xem người phụ nữ, cho tới ngày nay người phụ nữ được xem như cái công cụ, nói cái từ nó hơi quá, người phụ nữ là xem như là cái máy đẻ thôi, không có giá trị, không có được quyền mà đi là làm những cái việc mà bí tích. Thậm chí là chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, như Tin Lành giáo, như Chính Thống giáo, như Anh giáo, Cơ Đốc giáo, thì tối những cái tôn giáo được xem là tôn giáo rất là nổi tiếng trên thế giới hiện nay, người nữ cũng chưa được quyền trụ trì nhà thờ, người nữ chưa được quyền làm linh mục, nhiều người nữ chưa được quyền rửa tội, người nữ chưa được quyền biết làm phép bí tích, làm sức giàu kho thánh, nhận đệ tử, như là những việc này kia. Người phụ nữ không có cái giá trị đối với trong tôn giáo. Nhưng mà Đức Thế Tôn cách đây đã mấy nghìn năm rồi, từ cái thời đó Ngài đã làm một cuộc cách mạng chấn động cả cái địa cầu, chứ không phải là bình thường. Đó là thông điệp được gọi là thông điệp từ bi, thông điệp bình đẳng. Bình đẳng một cách rất là tuyệt đối ở trong cái vũ trụ này, mà gần như những cái tôn giáo khác, những triết học khác, thậm chí là Đông Phương của mình, ở Tây Phương cũng vậy. Người mình ảnh hưởng của người Trung Quốc. Ngày xưa ta bảo rằng nhất nam thì viết hữu,
thập nữ viết vô. Gia đình nào mà sinh một người nam thì được gọi là có. Nhất nam viết hữu, có một người nam thì được gọi là có. Tức là có thể nói dòng nói giỏi tông đường, làm việc này việc kia. Thập nữ viết vô, sanh người người mười, sanh mà gia đình nào mà sanh 10 người con gái mà không sanh được con trai thì bỏ không. Vô là không, thập nữ viết vô, sinh 10 người con gái mà không có đứa con trai nào thôi là tuyệt nữ tuyệt nào. Người ta nói người nữ không có giá trị, mà Đức Phật nói không. Tất cả đều bình đẳng như trên. Đức Thế Tôn đã cho người nữ được quyền xuất gia tại nơi đất nước Vasali, tức là nước Tỳ Xá Ly. Và Đức Thế Tôn đã làm một sự kiện chấn động trong lịch sử của tôn giáo nói riêng, của nhân loại nói chung. Đó là cho người nữ được quyền xuất gia, được quyền tu tập, được quyền thu nhận đệ tử, được làm tất cả những cái việc gần như được quy y rồi nhận tất cả mọi việc giống như là nam giới. Trong khi đó các cái tôn giáo khác không dễ gì mà có được những cái điều đó. Đức Phật tuyên bố đến với cuộc đời, đến với nhân loại rằng là không có cái giai cấp, không có phân biệt về mọi giai, không, tất cả con người phải là chủ nhân ông của đời mình, phải làm chủ chính mình. Không có thượng đế, không có quyền năng, không có Đức Phật, cũng không có nào một người nào mà nắm giữ lấy cái vận mệnh của mình, mà người mình là phải tự thân chiến thắng mình. Cho nên Ngài dạy rằng dầu tại bãi chiến trường thắng hàng nghìn quân địch, không bằng tự thắng mình. Đó mới là chiến thắng tối thượng, làm chủ được cái thân tâm của mình, cái đáng quý. Còn những cái phân biệt mà phân biệt màu da, phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, phân biệt đủ thứ, lịch sử này nó phân biệt nhiều lắm, nhiều cái tập tục, nhiều tập quán. Đức Phật dạy cần phải hết sức là tu tập để có sự an lạc thật sự, chứ không có chấp vào, không có sự phân biệt gì. Thành hay không ở nơi mình. Cho nên các Phật tử mà tu tập, có nhiều người, cho dù có nhiều người mà tu tập mà cực đoan quá rồi, cứ bảo rằng là mình niệm Phật không có thành Phật, không dễ đâu. Nhân nào quả đó. Niệm Phật nhưng mà mình nhiều trong Phật giáo mình có nhiều cái từ là Phật và Phật cô đơn. Nghe từ Phật cô đơn chưa? Độc giác Phật. Độc giác Phật mà dịch ra là Phật cô đơn. Ở Sài Gòn có một cái chùa được gọi là chùa Phật cô đơn. Một người mà nếu mà tu tập giác ngộ, có vị mà chứng đắc được thánh quả A-la-hán, nhưng mà cái nhân quả không có thì cũng vẫn phải nghèo khổ, phải trả quả trả nghiệp rất là nặng. Angulimala dịch là ương ngục ma la, tướng cướp ương ngục ma la, là một người khủng khiếp. Cho nên cái nghiệp ông tạo khủng khiếp, mỗi lần ông ta giết người, giết 999 người, mỗi lần giết người chặt đầu, chặt tay, chặt chân rồi thì chặt một ngón tay, chặt ngón tay dùng một cái sợi dây, dây thép, dây cước xỏ vào đeo trên cái cổ mình, mà đeo 999 ngón tay. Anh tạo nghiệp cũng rất là nặng. Nên khi mà đỡ tu tập mà khi được Đức Thế Tôn mà hóa độ thì tu tập mà chứng đắc được đạo quả A La Hán luôn. Nhưng mà mỗi lần mà gọi là chứng đắc Phật, gọi là cũng dạng gọi là một cái người chứng đắc là A Lạc giải thoát rồi. Nhưng mà cái nghiệp mà phải trả. Mỗi lần mà Ngài đi mà khất thực ra bên ngoài thì bị những cái người dân họ ném đá, ném đồ, xịt máu, phun máu, mang đầu máu về miếng, chả ai cúng được cái miếng cơm này. Nhân quả ghê. Cái vấn đề mà tu tập là mình tất cả phải tạo cái nhân, nhiều cái nhân duyên, nhiều yếu tố. Nên ngay cả trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng cũng không thể dùng một chút phước đức nhân duyên mà được sinh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Và phải có nhiều phước đức, phải có nhiều trí tuệ, phải có nhiều công đức. Một cái nhân không bao giờ sanh được một quả. Đức Phật trải qua A Tăng Kỳ Kiếp tu tập từ bi phúc đức trí tuệ thế nào mới được thành Phật. Cái đâu có đơn giản là một nhân không dễ gì, phải làm đủ thứ. Niệm Phật không thì không thành Phật, mà phải có giới, phải có định, phải có tuệ, nó kết hợp với nhau. Thì dĩ nhiên người mà đã tu tập mà đạt niệm Phật nhất tâm thì có đầy đủ giới định tuệ trong đó rồi. Nếu mà mình tuyên bố chỉ niệm Phật thành Phật không thì không đúng, mà trong đó phải có đầy đủ hết nhiều yếu tố. Nên cái thông điệp mà Đức Phật trong đêm thành đạo, thông điệp đỡ lại rất là nhiều thông điệp, rất nhiều ý nghĩa. Bây giờ đã là 8:30 rồi, người thầy cũng chia sẻ một cách nhanh một chút, không có phân tích nhiều.
để các Phật tử khi mà học để ý chúng ta sẽ nghiên cứu. Cho nên trong đêm mà thành tựu chánh đẳng chánh giác giúp của Bồ Đề, Đức Phật mới phát hiện ra không ngờ rằng tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tâm, không ngờ rằng tất cả mọi chúng sanh đều sẽ thành Phật. Ta là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh ở đây là bao hàm tất cả con người, con trâu, con bò, con voi, con ngựa. Cho nên thậm chí là người tu tập tốt giết một chúng sanh, giết một vị Phật trong tương lai, chứ không phải bình thường. Mà cái đó thì nói ra thì nhiều người họ sợ. Con trai dù con kiến, con trâu, con mũi, con mầm, tất cả đều có Phật tâm. Nhưng mà do cái duyên nghiệp, cái phúc đức của nó có, phải thọ những cái thân như thế, những cảnh giới của nó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên ở nơi đây cái thông điệp mà cái ý nghĩa mà thành đạo rất là quan trọng mà Đức Phật đã chỉ dạy, đó là sự bình đẳng tuyệt đối của cách mạng mà Đức Thế Tôn đã làm và tại đất nước con mình. Người ta lên án rất là nhiều, không có ai mà chấp nhận được cái điều mà khó. Để vào mấy mươi thế kỷ về sau ta thấy có sự giá trị người nữ, nam nữ phân biệt cỡ nào, giai cấp phân biệt thế nào, nam nữ bình đẳng. Trong Phật giáo gần như Đức Phật đem lại sự bình đẳng. Sự bình đẳng đó được gọi xem như là cái sự bình đẳng tuyệt đối. Thông điệp mà ngày nay á, mà Liên Hợp Quốc hay là con người trong những thế kỷ người ta đề cập tới là cái thông điệp mà Đức Phật đã gửi gắm trong đến nhân loại ngày nay ta đã đang nghiên cứu, đang tìm về. Đó là cái sự bảo vệ về hòa bình của thế giới, hòa bình của nhân loại, hòa bình của thế giới. Chỉ có trong Phật giáo từ năm 1932, quý thầy nhớ rằng là khoảng chừng là năm 1982 Đại hội Phật giáo thế giới họp ở tại đất nước Sri Lanka. Đất nước Sri Lanka là đất nước Tích Lan, dưới sự mà tham dự lúc bây giờ của các nước Phật giáo 31 nước trên thế giới về tham dự. Ở tại đất nước Sri Lanka là đất nước đầu tiên trên thế giới sau đất Ấn Độ có Phật giáo, do vua Asoka Ayut Vương truyền đến, con của vua Ayut Vương tức là Tỳ Kheo Mahinda truyền đến trong thời đại vua Ayut Vương thế kỷ thứ hai. Thì năm 1982 Đại hội Phật giáo thế giới tổ chức tại đất nước Sri Lanka, có 31 quốc gia tham dự. Lúc bây giờ các cái nhà mà lãnh đạo của Phật giáo dưới sự bảo trì, sự chủ trì, sự ủng hộ của tổng thống đương nhiệm của đất nước Sri Lanka thời bấy giờ, thì 31 quốc gia mới thấy rằng cái Phật giáo lợi ích vô cùng vô tận, bảo vệ được, đưa đến cho nhân loại cái từ bi bác ái siêu việt, gần như ít có cái tôn giáo nào trước học nào của học nào có so sánh bằng. Nhìn nhận rằng cái sự bình đẳng tuyệt đối trong Phật giáo, xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ màu da, xóa bỏ sự phân biệt. Con người phải biết sống thương yêu với nhau, không có nên phân biệt màu da đen, da trắng, da đỏ, da hồng, da vàng. Con người phải sống chung sống nhau, không có nên phân biệt. Tất cả đều bình đẳng. Tất cả từ nơi thanh cao hay không là từ nơi cái hành động của mình. Đức Phật dạy ai mà đến Bồ Đề Đạo Tràng trong cái tuần thất thứ năm, chính ở nơi đó thì có ghi một cái đoạn kinh trên một cái phiến đá mà ghi ở trong tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bảy tuần thất đó là tuần thất thứ năm. Có một vị Bà La Môn giáo mới đến thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con người ta cao quý ở nơi đâu, có phải nhờ vào Phạm Thiên sinh ra là quyết định không? Đức Phật dạy không, không phải Phạm Thiên, không phải Phạm Thượng Đế, không phải Thánh Thần, không phải Chúa Tể nào mà quyết định con người. Thanh cao hay không, tốt đẹp hay không là nơi những cái hành vi, hành động tạo tác của mình. Và đó cũng là một trong những thông điệp mà Đức Phật đã để lại tại Bồ Đề Đạo Tràng. Chắc là ở trong cái Pháp hội Thính Pháp hôm nay thì cũng có nhiều các Phật tử đã từng đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Thì ai đi đến thì có thể quý thầy nhắc là nhớ tuần thứ năm ngay trong cái cổng Bồ Đề Đạo Tràng tại vì Bodh Gaya, đi vào thì có một cái tấm đá mà ta dựng bảng đá tuần thứ năm, nơi đó xuất hiện một vị Bà La Môn giáo mới đảnh lễ thưa Sa Môn Cù Đà, thưa Đức Thế Tôn, con người ta sẽ nhị thanh cao hay không
là từ nơi cái quyết định của thiên thần, của phạm thiên, của chúa tể, của Phật nó không. Con người ta thanh cao tốt đẹp hay không là nơi những cái hành vi, hành động tốt đẹp hay không của mình, hành động quyết định của mình. Hành động đó được gọi là nghiệp, hành động có tác ý được gọi là nghiệp karma. Trong tiếng Bali, tiếng Phạn là karma, dịch ra là nghiệp. Nghiệp là một hành động có dụng tâm, có tác ý. Thanh cao hay không là ở nơi đó. Thông điệp ở Đức Thế Tôn đã gửi gắm cho mọi người. Và cái giá trị đó đến ngày nay trên 31 quốc gia Phật giáo mới là một cái bản nghị quyết. 31 quốc gia đồng ký vào, có sự chứng kiến của Tổng thống Sri Lanka lúc bây giờ, mới trình lên yêu cầu cái tổ chức lớn nhất trên thế giới hiện nay. Đó là lúc bây giờ, đó là tổ chức Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc là tổ chức lớn nhất trên thế giới. Người ta nghiên cứu về nhiều cái vấn đề. Việt Nam của mình là thành viên của Liên Hợp Quốc cách đây nhiều năm rồi. Trên thế giới này có nhiều cái tổ chức. Có tổ chức đó là nó chỉ có vài làng, vài xóm. Có tổ chức là nó vài huyện, vài tỉnh. Có tổ chức là vài quốc gia. G7 là 7 quốc gia. Tổ chức lớn là G20 là 20 quốc gia. Nhưng mà Liên Hợp Quốc là tới 193, 94 quốc gia tổ chức Liên Hợp Quốc tham dự. Cho nên mới làm một cái nghị quyết, mới đờ trình lên cái tổ chức Liên Hợp Quốc này. Hãy xem xét, hãy công nhận Phật giáo là cái tôn giáo hòa bình của nhân loại, đã cống hiến, không có sát sanh, sống hòa bình, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Cuộc đời của Đức Thế Tôn sinh ra ở dưới gốc cây vô ưu, thành đạo dưới cội cây Tóc Bắc La. Mà vì thành đạo chứng đắc Bồ Đề, trên cây Tóc Bắc La đó được gọi là cây Bồ Đề. Trước đó là cây Tóc Bắc La. Chuyển pháp luôn ở dưới gốc cây, trong vườn lộc biển. Và đến khi giả từ cuộc đời này, nhập niết bàn ở dưới hai cái cây, trong rừng cây to lắm, sông Hoàng, thành phố Chi Na, sống hòa mình với thiên nhiên. Đức Phật khuyên đệ tử của Ngài không có nên tàn phá môi trường, phải biết tiết kiệm, biết tri túc. Trong giới luật của nhà Phật, khuyên một cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni mà muốn làm một cái tịnh xá, tịnh thất, một ngôi chùa, khi mà gặp một cái nơi đó mà có cái cây, không được chặt, phải tránh ra. Còn nếu mà có chặt cây á, thì trước khi chặt cũng phải khởi tâm từ bi, xin khó chuyển cây đấy, không nên tạo. Cho nên cái sự bảo vệ hành chúng sanh từ ngàn xưa tới thời các vị vua, đệ tử Phật giáo về sau là trồng cây gây rừng. Trong Phật giáo bảo vệ môi sinh, bảo vệ hành tinh sanh, bảo vệ trái đất này, không có giết người, không giết sinh vật, thì không có một cái tôn giáo, một triết học, một đạo đức này về lĩnh vực này có thể so sánh bằng cái thông điệp, ý nghĩa mà Đức Phật đã để lại cho nhân loại, không có siêu việt. Cho nên 31 quốc gia mới làm một cái nghị quyết, mới trình lên Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, xin hãy công nhận rằng Phật giáo là tôn giáo hòa bình của nhân loại, Phật giáo là một tôn giáo thiêng liêng của nhân loại, tôn trọng sự sống, tôn trọng tất cả mọi người. Những tôn giáo khác, những triết học khác bảo ta có cái nào khác với mình là ta lên án, ta tàn phá, độc phá. Nhưng mà trong Phật giáo thì không. Đi đến nơi nào thì phải hòa mình như nước và sữa. Nước và sữa nó hòa miệng với nhau, không phân biệt. Nên khi Phật giáo đi làm từ thiện thì cái người đó có theo cái lành, có theo cái chúa, có theo người này, có theo những cái dàn hay là những người này kia, những cái tôn giáo của họ, Phật giáo không bao giờ phân biệt. Nó làm từ thiện hay đi đến đâu Phật giáo cũng không làm. Nhưng mà nhiều cái tôn giáo họ truyền bá, họ truyền bá qua là toàn là nhiều máu và nước mắt. Ai mà đọc lịch sử có nhiều người bảo rằng đạo nào cũng dạy con người lấn át làm lành, đạo nào cũng dạy con người cái tốt cái đẹp. Đó là người ta nói cái chung thôi. Chứ mà những cái người mà có nghiên cứu, có tu tập thực sự, chúng ta hãy đọc về lịch sử của Hồi giáo mà truyền bá như thế nào, hãy đọc lịch sử của Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo sẽ truyền bá như thế nào. Tại sao có những cuộc thảm sát? Tại sao có những cuộc thập tự chính? Tại sao mà tới ngày nay mà cũng còn có là chúng ta thì sống, người ta thì chết? Đó là tổ chức với tôn giáo là IS, IF. Cái đâu phải cái đạo nào cũng vậy, con người nó đắt lắm này. Có nhiều tôn giáo truyền theo ta mà sống,
Tại sao bóng cứ như bắt ra mình là người Phật giáo, tại sao các Phật tử là cũng Phật tử mình nòi mà tự nhiên đi cưới con người ta, bắt tới phải bỏ đạo, phải quan cương, phải học giáo lý như lễ của họ, mình đang chỗ nào? Vậy người lắm đắt, lắm đắt làm mình chỗ nào? Nó ngày nay cũng vẫn còn chứ đừng nói ngày xưa. Nên trong Phật giáo là hoàn toàn bình đẳng, bình đẳng cách tuyệt đối. Thậm chí bây giờ mà người khai mình gốc nước Việt Nam của mình, mà ngày nay đi làm giấy chứng minh nhân dân, vào làm giấy căn cước, thì khi khai tôn giáo nào thì Phật giáo mình nói thì khai nhiệt được, thôi thì cứ mô Phật, tôn giáo không nhân quả. Thậm chí có nhiều vị hòa thượng ngày xưa mà đất nước giải phóng thời trước đồ ghi xô đất nước của mình, người tôn giáo không cho chắc. Nhiều vị hòa thượng thượng tọa mà truy ra nhiều khi là ngày trước là cũng ghi tôn giáo không, thì thôi thì Phật giáo mình sắc tức thị không, không tức thị sắc, họ tưởng hành tức dục phủ như thị mà đâu có chấp. Thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ồ, cho nên đó, rằng Đức Phật cũng không có chấp vào vấn đề này, cứ nhẹ nhàng làm sao mà nó tốt đẹp là được, đừng cố chấp mà phải buông, chấp là nguồn gốc của khổ đau. Thành thức Phật giáo mình cứ nhẹ nhàng như chứ khi làm căn cước rồi, nếu mà khai được Phật giáo thì tốt, bên đó họ chức quyền họ đồng ý được khai Phật giáo thì tốt, còn không thôi mô Phật thôi, không giáo không. Cho nên Đại hội đồng bảo mới trình lên một cái nghị quyết là hãy công nhận cái tôn giáo Phật giáo là tôn giáo thiêng liêng của nhân loại, và tôn giáo thiết thực bảo vệ hành tinh sống, bảo vệ môi trường, và Đức Phật là để giúp cho nhân loại thế này thế kia. Thế thì Đại hội đồng bảo an vào năm 1982 đó thì ta mới nhận cái bản nghị quyết, nhưng mà ta nghiên cứu trải qua 17 năm nữa người ta xem xét, ta nghiên cứu tới năm 1999 chính xác rồi, thì họ xem thử đúng là Phật giáo. Đức Phật sinh ra dưới gốc cây, việc này việc kia, đệ tử của Phật, tôn giáo của Phật giáo truyền bá tới đâu là đem tới sự hòa bình, đem tới sự từ bi, đem tới sự bác ái, đem tới sự trí tuệ. Và người Phật giáo lúc nào cũng hoan hỷ tốt với nhau, không có phân biệt, không có giết người, không có truyền bá, không có cực đoan, sống hòa đồng với dân tộc. Dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm là mình hòa đồng với dân tộc. Thậm chí lịch sử của dân tộc Việt Nam ở ngày xưa hùng vương thứ 18 có người con gái tên là vị nương sắc đẹp tuyệt trần này thế kia, hay là cái câu chuyện của Tiên Dung và Chữ Đồng Tử ngày xưa, ông Bụt đã hiện ra, và ngày nay người ta đã nghiên cứu tất lịch sử đã có, Phật giáo có từ thời đó, có từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Cho nên nhiều cái ngôi chùa gọi là chùa Dâu, chùa Keo có cái lịch sử đó gần 2.000 năm rồi, ở lại với nhau. Lịch sử Phật giáo nó gắn liền với dân tộc của Việt Nam, hòa bình như keo son, lúc thăng lúc trầm, rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái lịch sử bắt đầu cái tổ chức Liên Hợp Quốc này, họ có nhiều cái chi, có nhiều nghiên cứu tất cả các cái vấn đề về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa, về khoa học, về xã hội, đủ thứ. Trong đó có một chuyên nghiên cứu vào các lịch sử tôn giáo, triết học, thì ta mới phát hiện là thì ra Phật giáo là tôn giáo của hòa bình, tôn giáo hết sức là thiêng liêng, tôn giáo bảo vệ hành tinh sống, bảo vệ hòa bình, bảo vệ sự sống. Cho nên tới ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc đặt ở tại thành phố New York của nước Mỹ, được xem thành phố lớn, nước nào cũng có trụ sở Liên Hợp Quốc đó, thì họ mới chính thức họ mới đưa ra thảo luận, và lúc đó họ công nhận. Khi họ đưa ra giờ có theo cái nghị quyết mà của 31 quốc gia từ mãi năm 1982 người ta đã gọi vào để yêu cầu xem xét để mà công nhận tôn giáo Phật giáo là tôn giáo của thiêng liêng, yêu cầu công nhận cái ngày đại lễ của Phật giáo là đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, là lễ tam hợp. Tam hợp tức là sự hợp nhất của ba sự kiện: sự kiện của Đức Phật đản sanh, sự kiện của Đức Phật thành đạo, và sự kiện Đức Phật đắc nhất bản. Đại lễ tam hợp là cái lễ thiêng liêng nhất, lễ lớn nhất của nhân loại. Và sau khi mà xem xét 17 năm xem xét thì đến ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đặt tại thành phố New York, đất nước Hoa Kỳ, đã công nhận rằng tôn giáo, trong đó người ta công nhận ba cái điều chính yếu thiêng liêng. Thứ nhất là công nhận cái ngày lễ Vê Sắc, ngày lễ tam hợp, đản sanh thành đạo và niết bàn là lễ lớn nhất của thế giới,
đó là Liên Hợp Quốc công nhận, chứ không phải Phật giáo nghe. Cái thiên nhà công nhận thứ hai là công nhận rằng Phật giáo là một trong những cái tôn giáo thiêng liêng nhất của nhân loại. Công nhận cái thứ ba là công nhận những đóng góp của Phật giáo là thiết thực nhất cho vấn đề hòa bình và bảo vệ hành tinh sạch, bảo vệ môi trường. Ba, và công nhận nhiều điều trong đó, ba yếu tố, công nhận ba cái điều quan trọng nhất. Thế thì, và sau khi công nhận xong, họ yêu cầu rằng là hàng năm tại trụ sở của Liên Hợp Quốc là phải tổ chức lễ kỷ niệm lễ Tam Hợp. Tam Hợp là lễ Đức Phật, đản sanh, thành đạo và niết bàn. Thì tất cả các trụ sở đều phải kỷ niệm. Thì lúc họ công nhận là ngày 15 tháng 12 năm 1999, sang năm sau thì bắt đầu tại nơi cái thành phố New York, họ đã đứng ra họ tổ chức đầu tiên, cũng với sự tham dự trên 30 quốc gia trên thế giới dám về tham dự. Nhưng mà họ tổ chức công nhận tới là 4-5 năm liên tiếp. Cũng thể nhớ là tổ chức công nhận 4-5 năm tiếp, họ đứng ra họ tổ chức ở tại nơi thành phố New York và yêu cầu các cái trụ sở khác ở đất nước nước mình phải tổ chức cái lễ tưởng niệm. Nhưng mà nhiều cái nước khác họ không có theo Phật giáo nhiều, cho nên nhiều ta tổ chức qua loa thôi. Cho đến mãi năm 2004, hình như quý thầy nhớ 2004, thì lúc bây giờ hoàng gia của Thái Lan, đất nước Thái Lan, thì người ta là quốc đạo, cho nên thấy cái điều này vinh danh như vậy mà tổ chức nó qua loa, nó không có thiêng liêng lắm. Cho nên nói rằng là hoàng gia Thái Lan cùng với cộng đồng Phật tử khoảng 70 triệu người dân Thái Lan đã xin đứng ra tổ chức. Cho nên đứng đó cái tổ chức cái lễ Vesak Liên Hợp Quốc mà chính thức trong Phật giáo được tổ chức là từ đất nước Thái Lan khoảng chừng năm 1904 là tổ chức liên tục. Rồi các quốc gia đăng cai tổ chức, mà hoàng gia Thái Lan người ta phát nguyện rằng nếu mà quốc gia nào không đăng cai tổ chức thì nước nào tổ chức. Rồi sau đó cũng có nước Singapore, rồi nước Sri Lanka, nước Tích Lan, rồi những cái nước ở trên thế giới đăng cai. Việt Nam mình, chính phủ Đức Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng đã cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức cái lễ Vesak Liên Hợp Quốc, lễ Tam Hợp và cái dịp Đức Phật đản sanh. Nhưng mà ý nghĩa của lễ này là lễ Tam Hợp, là hợp nhất ba sự kiện trong đại: Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật niết bàn, lễ Tam Hợp. Năm 2008 thì tổ chức ở tại nơi ký tòa nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế Mỹ Đình. Lúc bây giờ là 80+ quốc gia về tham dự. 80+ quốc gia. Việt Nam mình rất là ít khi có sự kiện nào chỉ có tổ chức lễ Vesak là mới có số lượng quốc gia đông như thế về tham dự. SEA Games thì 10 nước tham dự thôi, hay các nước G20 hay G17, G20 thì chỉ 10 nước, 20 nước, 30 nước thôi. Nhưng mà tổ chức cái đại lễ Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đăng cai cho phép nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì khi đi về như vậy phải chỉ đạo, phải từ trên thủ tướng phải chỉ đạo tất cả các ban ngành về du lịch liên quan, họ đi qua thì phải đi du lịch nữa, thì cái bộ du lịch phải vào cuộc, phải giúp đỡ những cái bộ ngôn ngữ thông dịch tất cả vấn đề hết về chính trị, về văn hóa, phải giới thiệu tất cả các bộ ngành phối hợp và giúp đỡ Phật giáo mới tổ chức được. Năm 2008 là tổ chức tại kỷ Trung tâm Hội nghị Quốc tế Mỹ Đình. Rồi đến năm 2014 thì tổ chức tại nơi chùa Bái Đính. Và đến năm vừa rồi, cách đây 3 năm là năm 2019, phải không? Là tổ chức tại cái chùa Bái Đính, Ba Sao Kim Bảng, Hà Nam, dưới sự tham dự trên 100 quốc gia, trên 100 quốc gia. Không phải là thượng tọa hòa thượng Phật tử về tham dự, mà có các cái nhà khoa học, có các cái thủ tướng, có các tổng thống các nước về tham dự. Chúng ta mình bây giờ cũng đã 9 giờ kém 10 phút rồi, thì hôm nay là cũng là cái ngày lễ Phật thành đạo mùng 8 tháng Chạp lại về, thì thay mặt cho quý thầy thì quý thầy cũng
thừa sự chỉ dạy của chư tôn thiền đức trong các ban ngành, chúng ta chia sẻ các Phật tử cái pháp thoại hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu, đó là thông điệp hay gọi là ý nghĩa của Phật thành đạo để lại vô vàn vô biên ý nghĩa. Nhưng mà các Phật tử chúng ta hãy cố gắng nhớ vài cái ý nghĩa quan trọng nhất, đó là ý nghĩa hay là cái thông điệp ý nghĩa từ bi bình đẳng, từ bi bác ái về vấn đề bình đẳng tuyệt đối mà được Phật đã đưa ra, từ bi bác ái siêu việt mà Đức Phật đã đưa ra, thương tất cả muôn loài từ khi ngài còn bé tới khi ngài xuất gia, tới khi ngài thâu nhận đệ tử và yêu cầu đệ tử của mình là gửi gắm đến nhân loại đến thế giới, không có nên sát hại sinh vật, không có nên giết người, không có nên tàn phá trộm cắp, không làm những cái giới cơ bản của người con Phật được trở thành đệ tử. Yếu tố đầu tiên bảo vệ sự sống, thương muôn loài bình đẳng tuyệt đối, đó là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, không có giai cấp trong dòng máu cùng loài, không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mặt, tất cả mọi người đều phải bình đẳng. Và Đức Phật đã làm điều đó, đã thấu nhận tất cả mọi người, từ những cái người mà giai cấp cùng đinh trong xã hội của Đức Ấn Độ làm những cái nghề hạ tiện, Đức Phật cũng thấu nhận, cho đến vua quan trưởng giả tất cả mọi người đều là đệ tử của Đức Phật. Có những cái vị mà Bà La Môn thông thái như là Xá Lợi Phất, như là Mahakayip, những vị lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng của Đức Ấn Độ cổ thời Vương Thọ cũng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Vua quan như là vua Tòng Bà Ta La, vua A Xà Thế, vua Ba La Nại, rất nhiều vị vua đều là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Phật đã thấu nhận một cách rất là bình đẳng, như là một cái đại dương trăm sông đều đổ về, một khi đã đổ về đại dương thì mất cái tên của dòng sông đó đi, hòa cùng chung trong cái đại dương. Trong sự giáo pháp của Đức Phật chỉ có thuần một vị thôi, đó là cái vị giác ngộ và giải thoát. Và cái thông điệp từ bi bình đẳng bảo vệ hành tinh sau, giữ gìn cái nền hòa bình của nhân loại, ngày nay người ta hết sức là ghi nhận, đặc biệt nhất là qua tổ chức lớn nhất trên thế giới, người ta đã ghi nhận điều đó. Rồi hôm nay cũng là một lần nữa lễ Phật thành đạo đã về, Phật lịch 2566, dương lịch 2022 cũng đã về trong bối cảnh dịch bệnh Covid cũng còn ảnh hưởng rất là nhiều, trong khả năng của mọi mình ở các tỉnh Tây Nguyên, mặc dù là còn khó khăn rất là nhiều trong điều kiện cho phép, thì quý thầy cũng như quý sư các quý Phật tử chúng ta cũng gặp mặt ở nơi đây chia sẻ về một thông điệp, về một ý nghĩa của nhân ngày lễ thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cũng cầu nguyện trên hồng ân tam bảo luôn chứng minh gia hộ cho chư tôn đức pháp thể cơ năng tuệ đăng thường chiếu chúng sanh di độ, Phật sự được viên tăng. Kính chúc quý Phật tử luôn luôn được an lạc và tốt đẹp, luôn luôn hướng tâm hướng Phật, ghi nhớ được những cái thông điệp, những ý nghĩa cao cả mà Đức Phật đã chỉ dạy, để lấy nó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, giác ngộ giải thoát của mình. Ngưỡng nguyện tam bảo chứng minh gia hộ, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư tăng ni Phật tử, hơn 90 phút vừa qua đại đức nhà sư bước chúng ta học pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai chùa Mỹ Thạch chư sê đã đáp lời kiện thỉnh của ban tổ chức đến với trường học Phật pháp online hàng đêm với chủ đề ý nghĩa Phật thành đạo. Đại đức giảng sư đã truyền đạt và nhiều ý pháp ngang qua cuộc đời của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật mang thông điệp gửi gắm trên nhân gian với ý nghĩa đại từ đại bi năm ha, cũng như Liên Hợp Quốc cũng đã công nhận Phật giáo là một trong tôn giáo linh thiêng nhất, một tôn giáo thân thiện nhất và một tôn giáo được tôn trọng nhất. Một lần nữa, ta tổ chức chúng con xin thay lời cho toàn thể hội đồng giám khảo hôm nay thành kính đảnh lễ tri ân đức Phật Phước đã đem đến cho chúng một bài pháp thật ý nghĩa trong đêm kỷ niệm ngày Đức Phật Ca Mâu Ni thành đạo.
chức. Và giờ này xin kính thỉnh đại đức cả những mọi người một bài. Na đem ba con ma đến này hướng về con ma thân cả đề tử và chúng sanh đó đều trọn thành phấn đạo. Phật chư công đức của Phật tử xin mời toàn thể đại chúng đã một nụ cười tươi chắp tay trang nghiêm mà cung thỉnh đại đức giảng sư về hậu liên nguồn nước.